Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi đang có ở đây là một bộ máy Lenovo Mix 3. Các bạn có thể thấy đây là một cái bàn phím nhưng thực ra đây chỉ là một chiếc máy tính bảng mà thôi. Một chiếc máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows 8.1 với màn hình kích thước 10,1 inch, độ phân giải chuẩn Full HD, cùng với cấu hình bao gồm một chiếc Intel Atom lõi tứ, tốc độ 1,33 GB, RAM 2 GB và bộ nhớ trong là 64 GB. Chúng ta có thể mở rộng bộ nhớ. Và thực ra thì cái điểm đặc biệt nhất ở sản phẩm này đó chính là cái bộ dock bàn phím này đi kèm so với các sản phẩm khác. Như chúng ta đã biết thì là hệ điều hành Android hay là iOS với iPad thì luôn luôn nổi tiếng với khả năng giải trí cao. Tuy nhiên là họ vẫn không thể vượt qua được Windows với khả năng hỗ trợ công việc tốt, và Mix 3 có thể là câu trả lời khá là tốt ở phân khúc giá rẻ cho những người dùng mà muốn cả hệ giải trí và cả sử dụng cho công việc. Mix 3 hiện nay có giá bán trên thị trường là 9,7 triệu đồng, một mức giá khá là hấp dẫn. Thì tôi sẽ đi đầu tiên là về cái thân máy trước. Đây là thân máy máy tính bảng Lenovo Mix 3, bạn có thể thấy không? Nó rất là nhỏ gọn. Đây tôi có một chiếc iPad Air kích thước là 9,7 inch, còn đây là chiếc Mix 3 với màn hình 10,1 inch, kích thước không lớn hơn nhau nhiều. Chiếc iPad Air thì mỏng hơn một chút, tuy nhiên là cái độ dày của Mix 3 thì theo tôi là cũng không phải là đáng ngại lắm. Mix 3 có cân nặng là 549 gram. Tức là chỉ tương đương với lại iPad Air thôi. Điều đấy thì chúng ta có thể cầm sử dụng trên tay một thời gian dài mà không hề gây mỏi. Màn hình Full HD thì có khả năng hiển thị rất là tốt. Ở đây so với các máy tính bảng khác thì Mix 3 không có một cái phím Windows ảo ở bên ngoài, mà thay đổi tất cả chúng ta sẽ điều khiển qua màn hình. Ở bên cạnh trái chúng ta có một phím nguồn, và tiếp theo là phím tăng giảm âm lượng. Ở phía trên chúng ta không có gì cả ngoài một cái micro, lỗ micro ở đây. Ở bên cạnh này chúng ta có loa, chúng ta có một cái khe cắm thẻ micro SD. Thì cái khe cắm thẻ này giúp chúng ta mở rộng bộ nhớ của máy và hỗ trợ tới 128 GB. Ở đây chúng ta có một cổng micro HDMI để dùng một cái cổng chuyển để chúng ta truyền hình ảnh lên TV. Ở đây chúng ta có một cổng micro USB, một cổng khá là phổ biến với các điện thoại thông minh hiện nay. Cái cổng này vừa là dùng để sạc, vừa dùng để cắm một cái cổng chuyển để chúng ta đọc được cái USB, rất là tiện lợi. Và đây thì chúng ta có một cái jack cắm tai nghe 3,5 mm. Mặt sau chúng ta không có gì cả ngoài logo Lenovo, logo của hệ điều hành và chip Intel. Ở dưới đó là các cái dock sạc, các cái chân cắm dock sạc và các cái thông tin máy được in chìm ở dưới này để tránh làm mất tính thẩm mỹ của sản phẩm. Chúng ta sẽ đi tiếp theo về cái phần sản phẩm Mix 3 để chạy hệ điều hành Windows 8.1, và thực ra là có thể nhiều bạn đã quen với việc nó dùng trên máy tính để bàn rồi. Tuy nhiên là chỉ khi chúng ta dùng với máy tính bảng và chúng ta có giao diện cảm ứng thì chúng ta mới nhận thấy hết được cái sự tiến bộ của hệ điều hành Windows 8.1 với giao diện cảm ứng như nào. Tất cả các phần mềm ở đây chúng ta có thể thấy đó là khi chúng ta truy cập vào desktop thì nó sẽ giống như một máy tính xách tay, thì chúng ta sẽ không để cần quan tâm quá nhiều nữa, mà chúng ta sẽ để ý nhiều đến giao diện bên ngoài. Ở đây tôi có giao diện bên ngoài thì các cái phần mềm được chia theo giao diện Metro đó. Thì các cái phần mềm cũng tuy là cái phần mềm về game thì không được nhiều, nhưng các phần mềm về giải trí thì tôi thấy cũng khá là ok. Ví dụ như là ở đây cũng có thể thấy giao diện Facebook. Giao diện Facebook cho cái Windows 8.1 này rất là tốt và tương đương với iPad. Trong khi một cái giao diện như thế này với máy tính bảng Android thì vẫn là điều mơ ước với người người sử dụng của hệ điều hành từ Google. Đó, các bạn thấy đây giao diện hoạt động khá là mượt mà, và chúng ta có thể chia được các cái chia được cái giao diện này, vuốt ngang như thế này để chuyển sang các cái phần mềm khác nhau, hoặc là chúng ta chia sang các phần mềm như thế này đó. Như vậy vừa truy cập vào Facebook vừa dùng trên desktop như này, đây là một cái hoạt động đa năng rất là tốt đó. Khi chúng ta muốn trở về thì chúng ta có thể dùng màn hình vuốt sang bên, vuốt từ bên này sang đó, rất là hợp lý và hấp dẫn. Theo tôi thì cái việc hỗ trợ giải trí như này là khá đủ nếu mà bạn không có quá nhiều nhu cầu về chơi game, bởi vì hiện nay thì thực tế là cái game trên cái hệ điều hành Windows 8.1 là chưa có nhiều. Còn các cái phần mềm mà chúng ta đang dùng như thế này khá là đầy đủ. Đây là mail này, chúng ta có cái thời tiết. Thời tiết thì do lần đầu tôi mở cho nên là nó sẽ phải mất một thời gian để khởi động. Đó, chúng ta sẽ thấy ở đây là cái phần mềm về thời tiết, download cái thông tin về thời tiết rất là dễ dàng ở đây. Chúng ta còn nhiều phần mềm khác, ví dụ như là Viber, thì đây tôi chưa cài.
hệ điều hành cái trí nhánh Line, hay cả một số các phần mềm Evernote, hay là các phần mềm có cái giao diện dành cho cái phần mềm cảm ứng như này. Khi mà chúng ta không dùng cái nốt bàn phím này thì các toàn bộ cái bàn phím sẽ hiển thị bàn phím ảo. Đây tôi sẽ thử sử dụng cái bàn phím ảo với tốc độ khá là cái độ nhạy rất là tốt và cái kích thước phím cũng rất là tốt. Bây giờ tôi sẽ thử kết nối cái sản phẩm này với cái dock để chúng ta thử nghiệm xem là nó dùng có hấp dẫn hay thú vị hay không. Thì việc kết nối này cũng rất là đơn giản, chúng ta đưa máy vào trong hai cái ngàm hai bên như này và đưa xuống. Máy sẽ chạm vào cái dock và khi đấy máy sẽ báo chúng ta một tiếng để báo hiệu là đã kết nối xong. Khi đấy chúng ta có thể hoàn toàn dùng các cái phím ở trên này. Đó, có thể dùng các phím như này. Tôi sẽ thử gõ thử xem. Như này các cái touchpad như này đều hoạt động được. Đó. Đây. Chúng ta sẽ test thử, gõ thử, test thử. Máy tính bảng. Máy tính bảng. Thực ra thì do cái yêu cầu về độ mỏng cho nên là cái bàn phím này thì nó khá là mỏng, khiến cho cái hành trình phím ngắn và cái kích thước phím thì cũng nhỏ hơn so với kích thước tiêu chuẩn một chút. Vì vậy chúng ta sẽ mất thời gian để làm quen và ngay lần đầu tiên gõ thì sẽ chưa cảm thấy thoải mái ngay được. Nhưng mà theo tôi thì cái chút hy sinh về cái sự làm quen với máy thì nó sẽ không đáng kể gì với việc là chúng ta có thể dùng máy cho cả cái nhu cầu công việc lẫn nhu cầu giải trí. Về các cái tính năng khác thì máy tương tự như hệ điều hành Windows 8.1. Model này thì chạy chip Atom và không không cần quạt tản nhiệt, vì vậy là máy hoạt động rất là yên tĩnh, không như các cái mẫu laptop có quạt kêu rất là to. Dù vậy thì chúng ta có thể có một chút lo ngại về cái hiệu năng của sản phẩm. Thì cái hiệu năng sản phẩm thì tôi sẽ đánh giá trong các cái bài đánh giá kỹ hơn sau này. Tuy nhiên là theo tôi thì chúng ta không nên dùng cái máy này cho quá nhiều cái ứng dụng nặng. Chúng ta không nên làm chỉnh dựng phim hay là các cái vấn đề 3D ở trên máy này nhiều. Chúng ta chỉ nên dùng cho nó các công việc đơn giản như là ứng dụng văn phòng, hay là chỉnh sửa ảnh Photoshop đơn giản một chút, và quan trọng là nó hỗ trợ cả giải trí lướt web. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn.